biệt thực Hoa xin trân trọng kính chào toàn thể các anh chị em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, trước mặt toàn thể các anh em, đây là hai cặp loa siêu lời hàng bãi xịn của Tây Ban Nha, Audio Center PS80. Vâng, và trung tâm đang ghép nó với một chiếc Omni PA203L Gold. Vâng, với một cặp loa siêu lời. Vâng, đây là một dòng loa siêu lời hàng bãi xịn của Tây Ban Nha, Audio Center PS80. Vâng, hàng rất độc và lời của dòng loa này rất sáng. Vâng, nó phù hợp cho mọi bộ dàn hát karaoke mà nó đang thiếu đi phần lời. Vâng, các bác hoặc anh em mà có nhu cầu một cặp loa Audio Center PS80 hàng bãi xịn của Tây Ban Nha, xin hãy liên hệ cho điện tử Tắm Hoa theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Mạng điện tử Tắm Hoa giao hàng toàn quốc. Còn dòng loa PS80 này nó được sử dụng một chiếc bát 20 và một chiếc kèn đỏ. Vâng, và đây trung tâm đang đánh nó với một chiếc Omni Jaguar 203L Gold. Vâng, rất hay. Vâng, trung tâm đang ghép nó với một chiếc Omni và một cặp loa Audio Center bên trên. Loa trở kháng 8 ohm, công suất mỗi quả là 200W. Vâng, PS80. Đây là một hàng dòng loa siêu lời. Siêu lời mà các bác các anh em ghép với một chiếc Omni 203L và đánh thêm một chiếc xúc điện 3 tấc thì quá là chất lượng và lời rất nhiều. Audio Center PS80 là một dòng loa siêu hiếm. Vâng, sau đây các quý vị và các anh em có thể thẩm âm phần lời của cặp loa siêu lời Audio Center. Thank you.
sinh tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu xa, quên gần yêu nhung đại cha đi về xe đón thở than và cô nàng bên son mỗi lúc đêm đèn sang nhà làm quen tôi có không hay tôi đã nghe cũng sợ nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tâm cứ xôn xao như nào chia cánh đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh tiễn nhân hò em báo tin mừng chồng giàu xa đời em nhiều may mắn có nhớ tâm cũng xin thân ái kính chào toàn thể các quý vị và các anh em tại đây.